Mời các bạn đứng lên chào cô. Chúng em chào cô ạ. Rồi, lấy bài tập ra cô kiểm tra. Mời bạn Mikilo lên cô kiểm tra bài trước nào. Dạ. Dạ thưa cô, em chưa làm bài. Đừng ra bài cửa cho cô. Mời bạn Sinaui đứng lên cô kiểm tra bài. Dạ thưa cô, em làm bài xong rồi ạ. Giỏi lắm. Dư chỗ, lấy vở bài tập toán ra, cô chỉ bài. 3 cộng 3 bằng 6. 9 nhân 1 bằng mấy? Dạ thưa cô, là bằng 1. Dư chỗ, sai bét đằng bèn bằng 9 mới đúng. Thôi, tan học. Yeah, quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Quẩy lên, yeah, 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 yeah. Yeah, ra đây quẩy cho tụi mình đi. Thôi mình bận học rồi, mẹ mình dặn là phải học mọi lúc mọi nơi. Thôi đi ra ngoài để chơi với tụi mình đi. Không được, ngày mai có tiết kiểm tra toán rồi. Không học thì không điểm đáng chịu. Ê, Mikilo, quẩy xong rồi về nhà nằm phè ra đó vậy hả? Thôi mình mệt đó, mình không có biết nhà phụ bà đâu. Tại móng tay mình mới sơn nên ấy lắm. Đứng dậy đi, rồi rồi, quét nhà liền. Khó chịu quá à. Ê, xin nào đi. Mình không có học bài, ngày mai chỉ bài cho mình nha. Còn lâu, tại do bà không học bài cho nên không điểm đáng mà chịu đi, rồi bị ba mẹ quýnh cho tét mông nè. Ôi, scale kìa quá à. Mình mỏi lưng lắm rồi, mình đi ngủ trước nha. Ừ, mình cũng mỏi tay với là mỏi lưng rồi. Đi ngủ đi, ngày mai rồi kiểm tra toán. So tired. Mikilo ơi, dậy thôi, tập thể dục. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Thôi, sắp trễ giờ học rồi, đi tới trường thôi Mikilo ơi. Ờ, hôm nay mong là sẽ không có bài kiểm tra toán ha. Ủa, sao không có ai hết vậy ta? Kỳ dở. Đáng ra cô phải tới trước mình rồi chứ. Kỳ lạ. Ủa, hôm nay mình học thầy hả Sinawi? Chào thầy. Chào các em, thầy tên là Mijima. Mong thầy sẽ giúp đỡ tụi em ạ. Ê, Sinawi, thế thầy đó có biểu hiện gì kỳ lạ không? Ồ, đúng rồi, tự nhiên á, mới vô á, thầy đó mặt dữ quá à. Nhưng mà chắc không sao đâu, chắc thầy hiền lắm. À các em ơi, thầy có một tin thông báo nhỏ. Đó chính là cô của các em bị bệnh. Và tin vui cho các em là hôm nay sẽ được chơi hết tiết. Yeah. Nhưng tin buồn cho các em chính là ngày mai cô của em sẽ dạy lại. Hả? Thầy ơi, nhưng mà có phải là chưa hết tiếng không thầy? Đúng rồi. Thầy đâu có thèm nói gió tụi em đâu. Thiệt không vậy thầy? Thiệt không? Đúng rồi, hỏi hoài. Chơi chơi đó, nhưng mà phải chơi. Yeah, được chưa rồi. Tùng 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 la 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 la. Thầy ơi, ra ngoài đây chơi với tụi em đi nha thầy. Con chắc không với em. Mikilo, đánh cắp tiếp đi. Ta 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 ta. Rồi, thầy sẽ ra liền. Yeah, Mikilo ơi, quẩy súng lên. Yeah. À, dừng lại Mikilo, thầy múa côn kìa. Ừ, thầy chuẩn bị múa cơm cho các em coi nè. À, cứu tôi với Mikilo ơi. À, cứu tôi với. Thầy dữ quá à. Ai biểu thầy chưa nói hết mà các em lại đi chơi một mình vậy đó ha. Đáng nghĩ ra là thầy phải nói là đi vô trong chỗ trước cho các em nghe. Mà ai vậy đâu, thầy chưa chuẩn bị nói mà các em đã đi chơi rồi. Mikilo, sao thầy không dí, sao thầy không dí bà kỳ vậy? À, tôi đâu có biết đâu. Ai mà biết, tôi là người đánh trống trước. Thầy ơi, Mikilo là người đánh trống trước mà. À, trời ơi, cô tôi với Mikilo á, thầy dí xác đích tôi rồi. À, thôi, bye nha, tôi về trước đây. À, Mikilo chơi kỳ quá à. Chị Naui đứng lại cho thầy. À, bye thầy. Hết thiệt rồi. Cuộc đời tôi hết thiệt rồi. Thầy dẫn thì tôi không thể nào dạy bọn nhóc này cho nên người được nữa. Ước gì có cô
cô giáo ở đây. Hu hu. Hu hu. Mình phải đứng dậy. Mình phải thật là mạnh mẽ. Bởi vì mình là con trai mà. Yeah. Không được rồi. Mình yếu quá. Hu hu. Nè, ông dạy cho học sinh kiểu gì vậy hả? Ông tôi giơ tay lên. Ông chưa tạo ra điện chấn. Và cái đầu của tôi là điểm nhấn. Các bạn bằng... Đừng làm ấm nữa. Chết đi, ông thầy không biết dạy. Ông thầy như ngươi không thể nào là một ông thầy giáo được.